Đường vào mộ của Phan Đình Phùng nhé mọi người. Đây là mộ của Phan Đình Phùng à. Đây là mộ của Phan Đình Phùng các bạn ạ. Cái khu lăng mộ của Phan Đình Phùng. Làng Đông Thái, Tùng Ảnh, Đức Thọ là một làng quê bình dị nằm lặng lẽ bên dòng sông La. Và La Giang, con sông nhỏ chảy riêng cho miền quê này, đã nuôi lớn một nhà đại ái quốc trong phong trào chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19. Một người đã làm rạng danh trang sử quê hương núi Hồng sông Lam, đó là Phan Đình Phùng, người cầm đầu cuộc khởi nghĩa 10 năm chống Pháp ở Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang. Nơi đây xưa thuộc vùng Việt Yên Hạ là một vùng nổi tiếng với nhiều người học hành khoa bảng. Họ Phan từ Thủy Tổ ở đời Lê truyền đến Phan Đình Phùng là 12 đời, mà đời nào cũng có người đỗ đạt lớn, làm quan to, cho nên người xưa đã gọi Đông Thái là Ô Y Hạng, để chỉ rằng đây là xóm toàn người đỗ đạt cao sang.